đường đây lang. Từ từ em. Sao vậy? Đi làm nước xong về. Lắp. Gì? Thì đây này chỉ có mỗi anh thôi em thôi à. Xuống đi. Lắp. À. Từ cái đầu nhỏ nó kiểu cái khoai đi đi xong tí nữa một giờ đi nhật để anh lấy cái xô sách nó mới được nhiều đưa vào đây. Nhà em có ai nhà không? Không. Đi lên nữa không? Anh làm mất nhiều lắm. Không, đi luôn. Đi luôn á. Đi đi. Thì lúc tớ tăng đi vòm đó. Đây là một số cái nhà. Thì số cái nhà ha, mới tới lúc tớ là. Tớ tới không? Có. Mang nước về đây. Đi tới cái này này, tới xong rồi. Đây đi. Sao nhỉ? Tới thì có. Ơ, này bu cơ nhỉ. Hai. Để anh đi làm nốt xong về. Đó. Để anh đi. Đó. Để anh. Để anh coi. Má. Đi đâu? Má về. Bố tí nữa anh hộ nhá. Okay. Nào. Cứ đòi về làm gì? Việc cũng chưa xong. Anh tự làm việc của anh cũng phải bị quen đâu. Này, chú ơi. Quả cho. Gì hả? Chả có gì hả? Em đi về. Anh đi cùng em ạ. Không, anh ở đây chuồng lợn có, anh không đi được. Thôi em đi được.
nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các ơi, nào đi 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 ra ngoài đi, đóng cửa. Bạn ơi, bạn ơi.
Bạn ơi, bạn ơi, con đi đâu nhỉ? Mấy hôm rồi có người nhỉ? Bạn ơi, bạn ơi.